starting at I feel like the one who arrives in bouncing her as we were blunt, but I should change the legend. So go back anywhere or any place with the silence making louder. We are the giants now of all, choosing the way was our soul. I'm always there as my own fist way. Xin chào các bạn đã quay trở lại với EPL mùa xuân 2021 và chúng ta cùng chuẩn bị hướng đến trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Thì nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì tôi xin chúc các bạn phụ nữ Việt Nam ngày càng xinh đẹp, vui tươi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cũng như là cho xin được gửi lời chúc cho bà xã của tôi luôn, Hoàng An An. Anh yêu em rất là nhiều và anh chúc em một ngày 8 tháng 3 thật là nhiều ý nghĩa. Không biết ngày hôm qua có phải một cái lỗi lầm gì đó to lớn của anh Trung hay không. Nhưng chúng ta trở lại với lại EPL mùa xuân 2021 cùng với lại EPL Việt Nam Official. Thì chúng ta có hai cặp đấu ngày hôm nay với hai đội đánh giá là khá là cao khi JDG đang có phong độ trở lại. JDG sẽ đối đầu với lại V5. Tuần trước thì V5 thi đấu đúng một trận mà thôi. V5 họ thất bại trước Suning với tỷ số đó là 0-2. Trong khi đó thì trận đấu thứ hai của đầu giữa E-Star và RNG. RNG đang có phong độ rất là cao kể từ trận mà họ bị mất cái mạch bất bại bởi Bilibili Gaming. Thì họ cũng đã có cái chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Và đây là bảng xếp hạng sau khi kết thúc 7 tuần thi đấu. Một cái lịch thi đấu mà chúng ta đang chỉ còn đó là 3 tuần thi đấu nữa mà thôi để kết thúc giai đoạn vòng bảng. Thì bảng xếp hạng đang dần hiện ra những cái tên có mặt ở playoff. Chúng ta gần như chắc chắn những đội như là 8 trận thắng, 9 trận thắng hoặc là 10 trận thắng đã có một chiếc vé playoff rồi. RNG đứng đầu bảng sau 11 trận với 10 trận thắng, 1 trận thua. Hiệu số của họ đang là cộng 15, một hiệu số vô cùng cao. Còn trong khi đó, Edward Gaming ở thời điểm hiện tại đã bị thua ở trong trận đấu của tuần thi đấu trước. Nó khiến cho Edward Gaming đã phải xuống hạng 2 rồi. Chúng ta hãy nhìn vào cái thành tích ở thời điểm hiện tại của Royal Never Cup. Đây là một trong những đội được đánh giá rất cao. Hãy nhìn Win Streak đang là 5 trận thắng liên tiếp tới từ các thành viên của Royal Never Cup. Và các thành viên của Raya Tầm cũng tương tự như vậy luôn. Họ cũng đang có một phong độ rất tốt luôn. Họ cũng đang thắng 7 trận đấu liên tiếp. Có nghĩa là họ từ một đội từ 1 thắng 3 thua. Và có cái mạch đó là 7 trận thắng để vươn lên đó là 8 thắng 3 thua. Và trận đấu gần nhất thì đó là một màn phải nói là hủy diệt của Raya Tầm với FunBlood Phoenix. Đặc biệt chính là iBoy khi cái vị tướng mà anh ta sử dụng khoai gian đây đang rất thịnh hành tại không chỉ đó là một giải đấu mà tất cả giải đấu. Con Tristana khi mà anh ta dùng nó đang trở nên rất là phổ biến khi mà con Tristana với dùng cái mũi kiếm bạn kích hoạt rất là nhanh những cái bọc thuốc súng kết hợp với lại cái ma vũ song kiếm này sẽ là cái món thứ hai. Và thêm móc diệt thủy quái nữa là cái lượng sát thương Tristana khoe đoạn giữa ván đấu cực kỳ cao. Còn đây sẽ là cái nhánh đấu khi mà playoff bắt đầu. Bạn thấy rằng khi bạn đứng hạng nhất và hạng nhì, bạn có mặt ở tận round 4, đó là cái gần như bạn có thể gọi là trận bán tứ kết. Đến tiếp theo sẽ là trận bán kết khi mà bạn có thể bỏ qua đến tận đó là 3 lượt. Hạng 8 đối đầu với là hạng 9, hạng 7 đối đầu với là hạng 10, hạng 5, hạng 6 sẽ đứng đợi, hạng 4 và hạng 3 cũng sẽ đứng đợi. Nhưng với hạng nhất và hạng nhì, bạn đứng đợi đến tận 3 trận và có một khoảng thời gian rất là dài để chuẩn bị và bạn xem đối thủ bạn như thế nào. Thì rõ ràng cái lợi thế cực kỳ là cao. Và những đội bạn có thể thấy rằng ở round 1 và round 2, nghĩa là vòng 1, vòng 2 trong vòng playoff, thất bại là sẽ bị thua cuộc. Nhưng với những cái đội ở cái vòng, đặc biệt là hạng nhất, hạng nhì, bạn thất bại một trận tại playoff thì cơ hội cho bạn vẫn còn khi bạn sẽ rớt xuống đó là nhánh thua để có thể đánh ngược lên lại ở nhánh trên. Đúng là như vậy. Còn đây chính là hai trận đấu của ngày thi đấu hôm nay, cuộc đụng độ giữa V5 đối đầu với Jingdong Gaming và trận đấu thứ hai sẽ là Royal Never Cup với Star. Thực ra mà nói thì cả hai trận đấu ngày hôm nay chúng ta cũng đã nhận định rất rõ ràng. Đây đều là những kèo lệch cả. Khi V5 sau một mùa xuân 2020 rất tốt thì bây giờ họ đang càng ngày càng đánh mất phong độ của mình, bởi vì rất đáng tiếc là những cá nhân xuất sắc nhất của mùa giải đó đều đi gần hết rồi. Còn trong khi đó thì E-Star cũng tương tự giống như vậy luôn. Họ cũng đã có một thành tích rất ổn ở trong năm 2020, nhưng cũng vì vấn đề đó là cá nhân đi khá nhiều, cho nên họ thời điểm hiện tại không còn là chính họ như là cái thời lúc trước nữa. Có thể hơi nhầm lẫn một xíu với V5 sẽ là mùa hè 2020. Đúng rồi. Mùa hè. Mùa xuân thì đó là cái mùa mà E-Star V5 không thắng một trận BO3. Đúng rồi, nhớ cả. quên.
V5 ở mùa thì hè mùa hè vừa rồi thì V5 có cái phong độ rất là cao, nhưng đến cái trận playoff, trận giành vé thì nói chung là họ cũng đã đánh rơi phong độ đúng thời điểm, cái thời điểm quan trọng nhất của họ thì đã không có mặt trong cái thế giới được. Và đặc biệt là cái vòng playoff họ cũng thất bại rất là nặng nề. Còn trở lại với cặp đấu ngày hôm nay thì V5 ba trận gần nhất của họ, họ chỉ thắng được một trận mà thôi, họ để thua 0-2 trước LNG là trận đấu kế cuối, họ trận cuối cùng họ thi đấu là họ để thua Suning với tỷ số đó là 0-2 tương tự như vậy. Thì cả hai trận gần nhất đều thất bại với cùng một kiểu, cùng một tỷ số như vậy thì đang là tâm lý rất là nặng nề. Trong khi đó thì JDG họ cảm giác phần đó trở lại. Với JDG thật sự khi mà cái thành tích khoảng giai đoạn 1 của họ không sự tốt, nhưng khoảng giai đoạn giữa của mùa giải hiện tại, JDG đang trở nên thi đấu tốt hơn rất là nhiều. Đúng là như vậy, và JDG ở thời điểm này đang là một trong những đội được đánh giá rất cao. Trước kể đến đó là việc mà lấy lại phong độ thì cái tâm lý tự tin của họ cũng đang có. Họ cũng đang thi đấu rất tốt ở trong mùa giai đoạn sâu của mùa giải. Còn đây là một số highlight, đó là các thành viên của Jingdong Gaming, đó là cuộc đụng độ giữa họ và các thành viên của Flash Phoenix. Mặc dù đúng khi chúng ta nhìn vào thứ hạng, Flash Phoenix hiện tại đang ở thứ hạng khá cao, nhưng ở những cuộc đụng độ như thế này thì Jingdong Gaming vẫn thể hiện được cái đẳng cấp của nhà vô địch mùa xuân là như thế nào. Chiếu highlight của JDG nhưng mà thấy con Tristana của Flash là bắn hết. Tại lúc những cái phần highlight này nó cũng rất là thú vị. Nhưng phải nói rằng cái khoảng gian đây con Tristana trở lại rất là ghê gớm. Nó không chỉ là một highlight mà nó có thể hiện rằng con Tristana trong cả hai cái phần highlight đều đóng góp một cái lượng sát thương cực kỳ lớn trong mỗi một pha đấu tranh. Còn đây bạn thấy những tình huống mà với JDG, đặc biệt là Logan, đây cũng là một vị tướng mà anh ta khá thích sử dụng. Một vị tướng mà bạn có khả năng đi đường tương đối là ổn ở khoảng giai đoạn đầu ván đấu, đến giai đoạn giữa thì có thể hơi thiếu một chút sát thương. Nhưng nếu như bạn canh chỉnh chính xác cho mình cú nghĩa tên lửa thì thật ra đó sẽ là một chiêu thức rất là dễ cho bạn né những chiêu thức quan trọng của đối phương. Đúng là như vậy. Và trước cứ đến thực ra mà nói thì cơ bản ở meta này mặc dù có Tristana, nhưng mà ở trong những lần trước á, đó chính là những meta trước, những phiên bản trước, Tristana không phải là vị tướng đầu tiên thì cái khả năng đánh 1-1 với lại xạ thủ với bên kia, anh ta hầu như là không hề sợ bất cứ một con tướng nào cả. Gần như là như vậy, bây giờ cái khả năng dùng sát thương cũng như là cái bọc thuốc súng, khi mà như đó của bạn là đủ, bạn được nhậm nhẹ thanh lửa thêm một lần nữa thì cái lượng sát thương dùng cũng như là cái khả năng cơ động đến từ một con Tristana là vô cùng cao. Như vậy bạn sẽ rất dễ dàng có thể hạ bệ bất cứ một vị tướng nào đó với cái lượng sát thương dùng đến từ cơ bản là cái chất tướng của con tướng này rồi. Chúng ta đang được thấy trên góc dưới màn hình vừa rồi là những trận đấu còn lại của JDG, thì thật ra họ gặp khá nhiều đội nhóm dưới, họ gặp LGD, họ gặp thêm cả đó là OMG, thì những đội không đánh giá quá cao. Và đặc biệt đấu này đã đầu với là V5 thì rõ ràng là cơ hội kiếm điểm của họ rất là tốt để có thể có mặt ở cái thứ hạng cao hơn, và ít nhất là bạn tránh được một vài trận đầu tiên trong giai đoạn vòng playoff thì vẫn phần nào đó sẽ đỡ hơn cho bạn rất là nhiều. Khi bạn thi đấu trải qua 3 trận, 5 trận playoff thì bạn sẽ bị đối phương đoán biết được một phần nào đó cách di chuyển hoặc cách bạn cắm chọn trong một ván đấu. Thế rồi nếu như bạn phải đánh tầm đâu đó gần 10 ván để trước khi bước vào cái đội seed 1 hoặc seed 2 thì thật ra sẽ rất là khó cho bạn. Cho nên phải ráng kiếm càng nhiều trận thắng càng tốt. Đó là cái điều mà JDG đang mong muốn để có thể có được thứ hạng càng cao. Và ít nhất bạn đứng ở sâu hơn, bạn được xem đối thủ và sẽ an toàn hơn so với việc là bạn phải thi đấu khá là nhiều. Đúng là như vậy. Và chưa kể đó là chiến thuật của bạn cũng không bị lộ ra nhiều quá. Tại vì bước vào vòng đấu playoff thì bất cứ đội nào cũng sẽ tung ra gần như toàn bộ chiến thuật của họ có để chuẩn bị cho một mùa giải mà vòng playoff nó sẽ hứa hẹn rất là nhiều khó khăn. Thì chắc chắn rồi, những con bài tẩy, từ những con bài tẩy tốt nhất cho những con bài tẩy mà họ có thể tạo ra cái sự bất ngờ lớn nhất, bắt buộc họ đều phải mang ra hết ở trong vòng đấu playoff. Và bạn hạn chế bao nhiêu được những con bài tẩy đó ở trong những trận đấu gọi là như là ta khởi động cho một vòng đấu playoff thì nó càng tốt. Trong khi đó với V5 bây giờ điều kiện thắng để họ trong một cái cặp BO3 là gần như chỉ có thể tin vào những phép thuật mà thôi. Với những phép màu có được dành cho V5 thì tôi đang nghĩ được nó gần như là vô cùng khó khi đội hình này họ đang phải tìm kiếm một vị trí chắc chắn ở vị trí xạ thủ, nghĩa là một người chơi mà cần sự ổn định, cần một tí nào đó là tí tiềm lực nữa chứ. Wipeout trước đó là thậm chí sau này là Trigger thì tôi vẫn chưa thấy được những cái dấu ấn đến từ những người chơi. Ví dụ như với đội hình của V5, thật ra Lansing thì có một cái vai trò đóng góp khá là nhiều kinh nghiệm, trong khi đó thì Mo cùng người giữa cộng với Lê Quay Quay là hai người chơi trẻ có tiềm năng, có thể có trận tốt, có trận tệ. Nhưng với bên phía của V5 đặc biệt cái xạ thủ thì tôi không cảm nhận được cái dấu ấn đến từ người chơi xạ thủ của phía V5. Wildfire hay là Trigger thì vẫn chưa mang lại quá nhiều dấu ấn đến từ phía V5, gần như là luôn luôn là điểm yếu rất là lớn từ V5. Đúng là như vậy.
chúng ta hãy nhìn vào mặt cá nhân đối với cả thành viên của V5 ở thời điểm hiện tại. Thật ra vẫn là đa số đông, tức là vẫn đa số đông là những người đã có khá là thành công ở trong mùa giải trước, đó chính là hồi mùa hè 2020. Nhưng bước vào mùa 2021 này thì họ đã bị rơi cái phong độ từ cái thời điểm playoff ở mùa giải trước rồi. Nó vẫn còn đang kéo dài một khoảng thời gian rất là dài. Và bây giờ khi xạ thủ đang là một trong những meta rất quan trọng ở khu vực đường dưới và nó gần như là một meta chính, thì bạn lại có một trong những xạ thủ mà hiện tại cũng đánh giá cao lắm, đó là một trigger, thì mọi chuyện sẽ càng rất khó cho các thành viên của V5 ở trong cái ván thi đấu đầu tiên. Không chỉ là ván thi đấu đầu tiên mà còn là ván thứ hai, ván thứ ba. Trong khi đó, Jin Dong đang sở hữu một Logan vẫn đang giữ vững một phong độ rất tốt và vẫn đang là một trong những xạ thủ được đánh giá là hàng đầu tại EPL. Trong khi đó, chúng ta có so sánh khu vực giữa với Yaga và Mo, thì bạn có thích chơi Zui không? Thì đây là một người chơi 5 ván, một người chơi 4 ván Zui. Đây rõ ràng là số lượng Zui xuất hiện rất là nhiều tập của chơi khu vực giữa. Vì các khoảng thời gian này ta thấy rất là nhiều những vị tướng như kiểu như Orianna hay Azir hay Tudor Fest xuất hiện khu vực đường giữa gần như là hoàn toàn. Chúng ta không thấy xuất hiện quá nhiều Zui khu vực đường giữa nữa. Và hai người chơi với tổng số lần xuất hiện Zui đến tận 9 lần như thế thì rõ ràng có cuộc cạnh tranh Zui khu vực đường giữa như thế này. Nhưng trở lại vấn đề, đây là phiên bản 11.4, một phiên bản mà những cái trang bị ở khu vực đường giữa có phần ở điều chỉnh, đặc biệt băng trượng vĩnh cửu. Nó giúp cho những vị tướng kiểu như là Cassadin, những vị tướng như là Sylas hay thậm chí bạn con Ra xuất hiện khu vực đường giữa với trang bị băng trượng vĩnh cửu. Một trang bị vừa cộng thêm cho bạn lượng máu cộng với thời gian hồi chiêu. Trang bị mà phù hợp rất lớn với những vị tướng kiểu như vừa kể đó là Cassadin, đó là Ra và thêm cả đó là Sylas nữa. Cái trường băng vĩnh cửu hiện tại có nhiều vị tướng sử dụng lắm nha. Không, con Zui cũng có thể mang đi được. Ở khoảng thời gian gần đây thì thấy con Rai cũng có thể mang đi được. Nó đã có rất là nhiều sự chuyển mình cũng như là sự thay đổi rất nhiều ở một số vị tướng bị kém cơ động. Con Tiết Tập Phép là một trong những vị tướng đang được ưu tiên hàng đầu cho món trang bị đó. Có thể rất rõ ràng, bạn có tới 2 kỹ năng CC trong cùng con Tiết Tập Phép, nó nâng cao cái khả năng bắt lẻ, nó nâng cao được cái định mệnh, có thể rải đều ở xong tất cả các nơi. Và đôi khi là với lượng CC dày như thế, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Tiết Tập Phép ở trong giai đoạn sau. Đặc biệt là đây vẫn đang là một mùa giải mà đường giữa vẫn có thể hỗ trợ cho hai bên cánh bằng chiêu cuối, ví dụ Galio hay là một con Tiết Tập Phép chẳng hạn. Và Tiết Tập Phép đang là vị tướng được ưu tiên hàng đầu. Thì với cái trường băng vĩnh cũ đang là một trong những món trang bị pháp sư rất là thích, thì tôi nghĩ là cuộc cạnh tranh đến từ những vị tướng pháp sư khu vực đường giữa mà được ưu tiên cái trường băng vĩnh cũ đó, tôi nghĩ sẽ có rất là nhiều đến từ EPL. Nói đây là cách chơi như thế nào đến từ cả hai đội mà thôi. Với Yagao thì người ta có thể lựa chọn cách chơi theo thiên hướng cá nhân một xíu, trong khi đó thì Mo có thể lựa chọn cách chơi theo hướng đồng đội. Người ta cũng đôi lúc sử dụng những vị tướng như kiểu Ra ở khu vực đường giữa và giai đoạn mùa trước, những vị tướng mà người ta có thể di chuyển ra hai cánh. Shinra cũng là một vị tướng theo dạng tướng tủ của người ta, và con Shinra này bạn có thể lên trang bị đó cũng được, nhưng thật ra để tối ưu hóa sát thương thì Shinra thông thường vẫn sẽ cần cho mình đó là cái bảo tố lưu đình hoặc là cái mặt nạ thống khổ và sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn trở lại với cặp đấu này thì tại phiên bản 11.4 này cũng có tương đối nhiều sự thay đổi, nó cũng khiến thú vị, nhưng thật ra bây giờ phần lớn các đội vẫn sẽ ưu tiên khu vực rừng khá là nhiều. Đó vẫn là khu vực mà cắm mà chọn có thể xuất hiện rất là nhiều, những vị tướng như là Odia, như là Lilia, hay thậm chí là nếu như hai vị tướng trên bị cắm đi thì còn Olaf vẫn là sẽ là vị tướng xuất hiện gần như là thường xuyên trong khu vực rừng. Và chúng ta vẫn còn nói một con Gray, tức là rất nhiều những vị tướng ở thời điểm hiện tại đang khá được ưu tiên ở bên trong khu vực rừng. Nhưng nếu như có Odia thì Odia sẽ là vị tướng được bao pick. Còn những vị tướng đi rừng còn lại có thể sẽ được bỏ qua trong một khoảnh khắc nào đó cũng được. Con Lilia đôi khi nó cũng nằm trong những lực cấm, nhưng nếu như được hở ra thì tôi cũng không nghĩ là nó sẽ được ưu tiên trong sự lựa chọn. Và V5 họ đã hoàn thành xong 3 lực cấm của mình, đó là cũng có một con Tuyết Phết, một con Azir và một con Rail. Trong khi đó Jin Dong họ cấm đi Seraphine, họ cấm đi Kai'Sa cũng như là Zoe, và ngay lập tức có một power pick, một con Odi cho các thành viên của V5. Và đây là một lượt cấm chọn rất là thú vị khi bạn thấy rằng mỗi bên cấm nhắm hai vị tướng vào khu vực đường giữa. Với Azir và Tuyết Phết bị loại bỏ khỏi tay của Yagao khi một người chơi nhớ nói mang thiên hướng cá nhân của những vị tướng khả năng farm tốt khu vực đường giữa. Trong khi đó thì JDG họ buộc lòng phải cắm Seraphine của Mo khi một vị tướng khả năng dọn lính tốt khu vực đường giữa đánh giai đoạn về sau rất là tốt. Thêm cả đó là con Zui, như bạn thấy rằng với 4 lần chơi Zui khu vực đường giữa của Mo trong khoảng thời gian vừa rồi thì rõ ràng số lần xuất hiện của Zui của anh ta cũng mang lại ấn tượng rất là lớn. JDG thì họ chọn cho mình đó là Tristana cộng với lại cả Ragat. Thì đây bạn vẫn chưa biết được con Ragat là con Ragat đi rừng hay đường trên hay thậm chí là hỗ trợ, một sự lựa chọn mở khá tốt dành cho JDG. Nhưng vẫn còn phải suy xét xem là đường trên của đối phương với con Na này thì họ sẽ cân đo đong đếm
Nhưng mà bây giờ Ragaz đã bị trừ ở bên trong khu vực rừng rồi. Hecarim là vị tướng được chọn ở bên trong khu vực rừng ở 11 chấm... Đây vẫn đang là 11.3. Nhưng con Hecarim vẫn đang là một trong những vị tướng. Tôi bắt đầu cảm nhận những cái sự ưu tiên cũng như cái sự trở lại của nó đang dần dần có rồi đấy. Hồi lúc trước thì cũng có một khoảng thời gian ngắn, nhưng sau đó, sau một số đợt chỉnh sửa thì Hecarim cũng dần dần bị mất dạng. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác hoàn toàn. Hecarim đang là một trong những vị tướng nằm trong khu vực tranh chấp, không phải là bao biết thật, nhưng nó sẽ luôn được ưu tiên ở trong ba sự lựa chọn đầu tiên của bất cứ vị tướng nào. Các bạn có thấy rằng đây là 1.3, nhưng mà một số đội đã bắt đầu chuyển mình sang những sự lựa chọn 1.4 rồi. Nghĩa là đúng rồi đó. Về các khu vực khác như LCK thật ra 1.4 rồi, với VCS của hôm qua 1.4 rồi. Thì mặc dù 1.3 nhưng các đội cũng bắt đầu phải thiên hướng chuyển sang đó là 1.4. Hiện tại đi rừng thì vẫn còn vị tướng như Lilia khá là mạnh, nhưng JDG họ ưu tiên chọn cho mình đó là Hecarim. Tôi nghĩ cũng hợp lý mà thôi, khi mà Hecarim bạn có thể lên cho mình đó là cái búa rìu sát thần, để có thể kết hợp với cái lượng sát thương liên tục kích hoạt cho mình những lần win như thế, thì sẽ là một cái lượng máu bị lấy đi khá là nhiều của bên phía V5. V5 đang có hai vị tướng theo dạng thiên hướng chống chịu ở đoạn về sau của ván đấu, sát thương không phải là quá lớn. Với con Na này thì sát thương đơn mục tiêu bạn có thể lớn, nhưng bước vào những pha giao tranh thì thật ra hiệu ứng khống chế là phần lớn từ Na mang lại. JDG họ cắm đi hai hỗ trợ để có thể kết hợp với lại con Saya, trong khi đó thì V5 cắm đi hai khu vườn trên. Con Ragaz này vẫn có thể khu vườn trên, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng với cái lối chơi của Zoom thì đang cần một vị tướng theo kiểu như con Zay dành cho anh ta sẽ hợp lý hơn. Và Zay có thể đang sẽ là một sự lựa chọn kết hợp với con Victor, với cái đội hình có khả năng kéo máu từ xa, đánh rút lui khá là tốt cái đội hình bạn vừa có Tristana. Bạn có lượng sát thương từ dây và đảm bảo sát thương phép bởi con Victor như thế này. Tôi nghĩ là con Ragaz này nếu như mang lên đường trên, nó sẽ là một hệ quả rất nặng nề cho các thành viên của Kingdom Gaming. Nếu như họ muốn có mỗi kèo mà con Ragaz, cơ bản sẽ là người thua hoàn toàn 100% sau lời con tướng này rồi. Cho nên nếu như được, nên mang con Ragaz ở xuống khu vực đường dưới và hỗ trợ cho lại Tristana. Dù gì thì Ragaz cũng là một vị tướng sở hữu một lượng CC ổn, khả năng giữ chân lại tốt, làm chậm cũng có, và đặc biệt là cũng đủ trâu để bạn có thể giữ tình huống giao tranh mà khi đánh cùng diện với Tristana bạn có đủ độ cơ động để bạn có thể làm được chuyện đó. Thì tôi nghĩ nếu như được thì có thể mang Ragaz xuống khu vực đường dưới, và nhìn mặt bằng chung đường trên vẫn còn rất nhiều vị tướng đi được với con Na, còn đó một Camille, còn đó một Irelia, còn đó một Zay nữa, rất nhiều vị tướng để cho các thành viên của Kingdom Gaming họ suy nghĩ tới là có thể đánh bại con Na khu vực trên. Orianna và Leona là hai sự lựa chọn tiếp theo để cho các thành viên của V5. Họ có để cho mình đó con Thresh, nhưng mà tôi nghĩ là Thresh kết hợp với LRD thật ra giúp cho khả năng đào thoát tốt hơn từ đội hình của V5, nhưng nó sẽ làm giảm cái nguồn sức mạnh rất là lớn đến từ bên phía V5 từ cái việc là họ khả năng mở. Và khi bổ sung Leona kết hợp với thêm đó là bạn có LRD nữa, và có thêm cả đó là con Orianna cộng với Na, thì cái khả năng mở tranh đang rất là mạnh đến từ phía của V5. Hiệu ứng khống chế của họ mang lại cực kỳ nhiều, thì họ cần đó là gì? Đó chính là lượng trang bị. Orianna và Saya là hai vị tướng rất cần về mặt trang bị, vì vốn dĩ những vị tướng này cái lượng sát thương từ chiêu cuối không phải là quá to. Bạn cần một lượng trang bị lớn, bạn cần một lượng sát thương cộng thêm đến từ kích hoạt trang bị để bạn có thể gây sát thương. Trong khi đó, sự lựa chọn cuối cùng khá thú vị từ JDG, họ chọn Lulu khu vườn trên. Như vậy đội hình có thể nói là đội hình gọi là xoay quanh con Tristana vậy về sau cũng đúng. Có thể gọi là vậy luôn á. Thì đơn giản thôi, Victor đúng là một vị tướng gây sát thương phép rất là khủng khiếp. Nhưng chúng ta thấy rất rõ ràng việc chọn Lulu là ý định của bên phía Kingdom đã quá rõ. Họ muốn đầu tư hết tất cả những gì có thể để cho một con Tristana càng ngày càng khỏe hơn, cũng như là một con Tristana có quá nhiều góc để có thể bắn được. Và trong khi đó chúng ta hãy nhìn vào đội hình bên phía của V5. Đây là một đội hình có khả năng lao vào rất ổn, rất tốt, khả năng chống chịu của họ có. Nhưng với việc một con Tristana rất đa dạng về việc lên trang bị, tức là nếu như nó muốn nó đóng thẳng cái móc diệt thị quái và nó bắn vô toàn bộ đội hình của bên phía V5 là một câu chuyện rất dễ dàng và đơn giản mà thôi. Chúng ta hãy nhìn đội hình này đi. Na ra thêm được một Odia và thêm được một con Leona, tức là khả năng lao vào rất tốt. Nhưng nếu như một cái hóa khổng lồ kích hoạt thêm nữa đó là bộ kỹ năng còn lại của một con Lulu, thì Tristana sở hữu một lượng sát thương cực kỳ lớn, một tốc độ bắn khổng lồ, kích hoạt liên tục móc diệt thị quái, thì tôi nghĩ trong cách mấy bạn cũng sẽ chết mà thôi. Và thêm cả đó là bạn kích hoạt cái nội tại của trang bị hỗ trợ với khả năng làm chậm, thì bạn có thêm lượng sát thương. Và khi mà gần đây những cái trang bị hỗ trợ có những điều chỉnh, ví dụ như bạn con Tristana sẽ không cần phải lên cho mình đó là cái trang bị giảm hồi phục đến từ việc chí mạng, thì phần ở đó bạn có thể lên hẳn trang bị mặt sát thương. Còn phần còn lại thì cái những trang bị hỗ trợ có thể Lulu sẽ là người lên. Thì để xem Zoom trong ván đấu này ta chọn hướng trang bị của mình lên như thế nào. Còn giá gáo khu vực đường giữa thì chọn cho mình đó là tốc biến với lại đó là dịch chuyển cộng với tăng tốc pha. Tăng tốc pha có ở trong cả Kanavi lẫn đó là giá gáo. Cũng
tương đối là được dễ hiểu mà thôi. Rõ ràng là những bên tướng phía bên kia thì vẫn khống chế khá nhiều, bạn chỉ muốn gây sát thương, kích hoạt tại đó pha chạy càng nhanh càng tốt mà thôi. Đúng là như vậy. Và Zoom, quyết định của Zoom đó là xách theo cái triệu hồi đi. Nó hợp lý, nó gia tăng khả năng cấu rỉa đến từ một con Lulu, và chưa kể đến là cái những tình huống đánh nhau thật sự mà nói na. Nếu mà nói cơ bản nha, cái với cái lượng sát thương phép có và với kỹ năng quy nó hồi lại khá là lẹ, thì những pha trao đổi chi thức tôi nghĩ là Lulu không hề lỗ tới xíu nào cả. Đôi khi bạn lại là người nhỉnh hơn rất nhiều so với con Na phía bên kia. Những phát bắn thường của bạn, và đặc biệt đó là khi kích được cái lần thứ ba đó từ cái W, thì ngay tức con Lulu có thể tự có một lượng giáp ảo trên người của nó, thì khi đó coi như là lượng sát thương bạn dồn vào vô nghĩa hoàn toàn. Nhưng cái điều quan trọng là Lulu ở những cấp độ đầu bạn sẽ rất là khỏe với cái lượng sát thương. Nhưng cái vấn đề đến khoảng giai đoạn tầm cấp độ 5 tới cấp độ 9, đó là khoảng thời điểm khi mà một món trang bị đầu tiên thì con Na bắt đầu được gia tăng sát thương. Trong khi đó Lulu sẽ bắt đầu bị hạn chế khi cái cách chọn trang bị của bạn, tốc đánh của bạn không phải được gia tăng quá cao, thì cái cách chọn lính của bạn mới là điều quan trọng kìa. Chứ còn khoảng thời gian ban đầu thì Lulu cũng khỏe rồi, anh ta chọn cho mình đó là điểm bình thêm bánh quy nữa, khoai đã khu vực đường dưới. Có một tí xíu đánh nhau đến từ hai bên, còn trong khi đó thì cũng thấy rất rõ ràng bản ngọc của Lulu ở thời điểm hiện tại, anh ta muốn nâng cao rất rất nhiều về khả năng cấu rỉa của mình. Đó là những cái nhánh thuộc dạng gọi là hỗ trợ dành cho Zoom ở trong những pha lấy máu của đối phương mà không hề e ngại những pha đánh nhau sau đó. Còn trong cái đó thì Kanavi, anh ta đang có một cái vòng rừng khá ổn nha. Anh ta với cái vòng rừng như thế này, tôi nghĩ là quyết định của Kanavi là muốn ăn hết toàn bộ bãi rừng mà chưa cần phải ra găng sớm ở bất cứ một đường nào cả. Nó là hợp lý. Tại vì bây giờ chúng ta nhìn vào phía bên kia cũng không có nhiều sự uy hiếp lắm, chúng ta nhìn rõ ràng không? Zoom cũng như là Lăng bị thiếu đi ít nhất là một lượng CC nhất định khi một con Na khổng lồ chưa có. Còn trong đó khu vực đường giữa và đường dưới, khả năng uy hiếp đến từ bộ đôi xạ thủ hỗ trợ của V5 cũng như là Orianna ở khu vực đường giữa không đủ lực để bạn có thể đánh bại được cặp đôi xạ thủ hỗ trợ hay ít nhất là con Victor phía bên bạn. Cả hai bên chọn vòng rừng gọi là ngược nhau, khi mà một bên chọn vòng rừng hướng lên, Logan và Lumao hai người đã hỗ trợ cho khu vực bùa xanh. Trong khi đó phía bên kia thì Wewe anh ta ăn cho mình đó là con bùa xanh một mình. Như vậy là cái hướng di chuyển xuống cũng hợp lý mà thôi. Với V5 thì họ biết rằng cặp đôi đường dưới của họ khoảng thời gian đầu mạnh hơn, nó đảm bảo rằng Wewe có thể ăn con cua dưới, thì anh ta ăn hướng từ trên xuống dưới. Trong khi đó cánh dưới là cánh hỗ trợ Kanavi rồi, vì JDG biết rằng nếu như mà Zoom anh ta đi đường như thế này, thật ra anh ta sẽ khỏe rất là nhiều so với lại Lăng Sinh. Ta chọn cách mua cho mình đó là một cái bình, điểm của ta chọn cũng có điểm bình. Với khả năng kéo máu liên tục như vậy, với khả năng liên tục làm những sự khó chịu cho Lăng Xin, thì con cua trên được đảm bảo dành cho bên phía của JDG. Thật ra đây là khoảng thời khởi đầu cực kỳ an toàn đến từ bên phía cả hai bên. Họ không chọn cách là chạm mặt nhau, nhưng đây là pha muốn băng trụ, hơi mạo hiểm. Nhưng cơ sở hoàn toàn là có, nếu như mà Zoom W vào Lăng Xin đúng một cái, tức là hóa chó. Để xem nào, có một pha hóa chó không, đang chờ đợi sẵn một pha hút vào ngay lập tức. Đây quá đơn giản đúng không nào? Anh ta chỉ cần viết. Và đây Kanavi đang phải bỏ chạy, anh ta mất một lượng máu khá lớn. Quay đang nhắm mục tiêu còn lại, Zoom không nằm xuống. Dịch chuyển liên tục đến từ cả hai đội. Nhưng vấn đề ở chỗ là phía của Jin Dong, họ là đội có được chiến công đầu và họ hy sinh 300 đồng cho đối phương. Họ mất đi một tốc biến từ Zoom và thêm cả đó dịch chuyển của Gia Gao lên khu vực trên đặt cho mình trợ trọng lực, nhưng mà vẫn không thể nào giúp cho Kanavi có thể sống sót tình huống vừa rồi. Một pha trao đổi tôi không nghĩ là quá lời, có thể là sách đao được cái lượng kinh nghiệm, giảm bớt lượng kinh nghiệm từ Lan Sinh có thể nhận được. Nhưng pha vừa rồi là pha đổi khi mà Wayway có cái lượng trang bị rất là sớm, nó khiến cái dàn chống chịu của V5 được gia tăng sức mạnh nhanh hơn so với thông thường. Còn bên phía bên kia thì nếu như mà Kanavi có được trang bị tôi nghĩ sẽ ổn hơn rất là nhiều. Tại vì Kanavi mà có trang bị, có điểm hạ gục vừa rồi, thì cái lượng trang bị của anh ta sẽ giúp cho anh ta khả năng băng vào đào thoát của trở ra và khả năng chống chịu. Nhưng mà Zoom có trang bị sớm như thế này và anh ta chuyển hóa cho mình cái lượng tiền thành của giọt nước mắt, thì nó lại không được cụ thể hóa lượng sức mạnh quá sớm. Thì đó sẽ là một cái thiệt thòi nho nhỏ dành cho bên phía JDG ở khoảng thời gian này. Cái quan trọng đó chính là quyết định của Zoom là anh ta muốn nâng cao sát thương ở món trang bị thần thoại đầu tiên hay là anh ta muốn hỗ trợ cho xạ thủ. Đó sẽ là còn tùy. Nhưng với việc ăn màn hạ gục đầu tiên thì tôi nghĩ là Zoom nên cân đo đong đếm với cái lượng trang bị, anh ta nên lên một món trang bị theo dạng gây theo sát thương phép. Bởi vì dù gì thì Zoom cũng đang có được những cái kỹ năng quy, một con Lulu có những kỹ năng quy có thể rất tốt, khả năng gây một lượng sát thương lớn trên kỹ năng quy đó là cũng là rất là tuyệt vời nữa. Chưa kể đến khả năng hóa chó cũng đang rất tốt nữa. Nó khiến cho bên phía của V5 đường trên của họ, thật sự mà nói, nếu như cứ tiếp tục như thế này, Lăng Sinh rất khó để có được một lượng chiến số pha ổn. Cái điều quan trọng của con Lulu khi đi đường đó chính là bạn phải lựa chọn. Như bạn chọn nâng cấp cho mình sức mạnh thuật để có khả năng dọn đường tốt, thực ra bạn sẽ không có năng lượng để có thể vừa kéo máu vừa dọn đường. Đó là sự khó khăn thật Lulu khi mà cái lượng sức mạnh thuật cộng thêm với cái thương ánh sáng, nó không phải là nhiều sát thương để dọn lính. Thì
anh ta ưu tiên chọn cho mình giọt nước mắt cũng hợp lý mà thôi, nó cần thiết cho anh ta với khả năng liên tục dọn lính. Tại vì vấn đề là anh ta phải giữ được cái thế áp ở khu vườn đường trên, tại vì khu vườn đường dưới đã bị đẩy rồi. Nếu như bạn không đẩy khu vườn đường trên thì cánh trên của bạn bỗng nhiên thành một cánh yếu. Còn vừa rồi là foul away, anh ta di chuyển ra những trường phạt của anh ta không dùng đúng thời điểm để có thể cướp được con cua trước mặt Kanavi. Kanavi vẫn có được con cua. Đó là vấn đề đang nói. Tại vì hiện tại cánh dưới đó là cánh yếu hơn đến từ hình thế của Loken và thêm cả đó Lưu Mao rồi. Nếu như mà Zoom không chọn cách để lính càng nhanh càng tốt thì nó sẽ khiến cho bên phía của GDG họ hỏng mất hai cánh. Thì khu vực đường giữa đời họ phải đẩy nhanh hơn. Nhưng đó là điều thật ra rất là khó cho Yagao. Còn ở khu vực đường trên ít nhất đẩy được như vậy thì sẽ bạn thấy cần Kanavi tập trung cánh trên khá là nhiều, chứ đơn giản vì cánh trên là cánh đẩy trước. Nhưng phải đã có một pha quay quay lần, một pha quay quay anh ta đang nhắm vào người của Zoom. Zoom vẫn còn đó, là cái chiêu cuối của mình để xem có quyết định là hóa khổng lồ không. Đã quyết định là hóa khổng lồ, tốc bay lên W giữ chân lại với con A khổng lồ, kết hợp thêm nữa là chiêu cuối đẩy vào bên trong tường dứt điểm rất lẹ. 2-1 cho phía của V5. Trong cái đó phía bên này Liu Mao anh ta hút trúng được vào người BB God. Gia Cao chạy ra hỗ trợ, năng lượng không còn nhiều lắm và BB God lùi lại với cái tốc biến của mình. Tốc biến độ con mắt kiểm soát. Tôi không nghĩ đây là một tình huống quá lời dành cho bên phía của V5, đặc biệt là BB God. Nhưng khu vườn trên rõ ràng tốc biến đến từ cả quay quay lẫn là xin cho một điểm hạ gục cộng với dịch chuyển của Zoom là pha xử lý cần thiết để giải tỏa bớt áp lực khu vườn trên. Và nếu như bây giờ mà Lan Xin có cho mình cái giày thủy ngân giảm bớt được lượng sát thương phép của đối phương, cộng với việc là anh ta trở lại đường với một lượng máu đầy đủ, thì đến thời điểm con Lulu này bắt đầu bị hạn chế nguồn sức mạnh rồi. Vì với con Na này bây giờ đã có thậm chí thêm đó là cúc chim. Một cúc chim kết hợp với dè thủy ngân đã là một cái lượng chống chịu vừa đủ kết hợp với lượng sát thương. Thì đến thời điểm mà con Lulu bắt đầu bị hạn chế mặt sát thương vào lính và thêm cả vào người của đối phương nữa, lại là một pha lao lên tấn công. Khi này Bigot không có tốc biến, anh ta quay trở lại với thiên đỉnh kiếm. Loken đang tốc biến bỏ chạy, anh ta bị giật lông về và anh ta nằm xuống. Trigger là người có được mà gục sau khi mà con Tristana giết được hỗ trợ của anh ta. Liu Mao bắn nhau, đánh nhau với lại Trigger quay có sự hỗ trợ đến từ quay quay ở đây. Trigger được sự hỗ trợ đến từ người đồng đội của mình, anh ta rất tự tin lùi về. Trong đó quay quay thì đang tìm được cái thể bắt của Liu Mao, còn Kanavi thì sẽ bắt vào người Trigger, chờ đợi cho một kỹ năng quy không cần đánh thương đủ sát thương rồi. Quay quay đang bị làm chậm, anh ta phải lùi lại bằng võ hộ của mình. Và đó là ba đều bên phía của Jin Dong. Tạm gọi là họ đã có lợi trong pha tranh vừa rồi. Họ có lợi hơn trong một pha khi mà họ mất đi một người, đó là Loken mà thôi. Bên phía bên kia tính tổng chung là mất hai người. Trước đó Bigot nằm xuống, ta cũng kịp thời đó gây một lượng hiệu khống chế khiến cho Loken phải bị hạ gục bởi cái lượng sát thương Trigger gây ra. Nhưng Trigger buộc là phải mất cho mình đó tốc biến để thể có cú rút lông chính xác, thì anh ta cũng không còn đủ lượng máu để thể rút luôn người trở về. Và cái khoảng thời gian câu kéo của Lưu Mao đủ. Sau khi đó thì Kanavi đi xuống với tốc độ rất là nhanh, thì không cách nào cho bên phía Trigger sống sót được cả. 3-3 về điểm hạ gục. Để được xem lại pha khu vực đường dưới, họ có thông tin rằng Bill God đứng trong bụi, họ có đủ khoảng thời gian để có con mắt biết rằng đối phương đứng như thế nào. Nhưng Loken lại anh ta hơi đáng tiếc ha, thì thanh tẩy của anh ta có nhưng anh ta lại vẫn bị dính cho mình, đó là cú quy khi mà cái lượng sát thương cộng thêm vào. Nếu như mà anh ta dùng cú nhảy của mình có thể kết hợp với cú quy thoát khỏi tầm thì đã là pha rất là lời cho CDG rồi. Nhưng mà nhìn chung đây vẫn là pha tương đối ổn cho họ khi điểm hạ gục nó thuộc về cho bên phía của Loken. Anh cũng có một điểm hạ gục rồi. Một điểm hạ gục cho Loken, một điểm hạ gục cho Kanavi. Đó là những điều mà các thành viên của Jin Dong Gaming họ cần và họ làm được chuyện đấy. Còn trong khi đấy thì ở khu vực đường trên sau tình huống găng thất bại đến từ Kanavi ở trong lần thứ hai, ta lơ ra ta thăm khu vực đường trên. Thì bây giờ Lăng Xin với mày hạ gục đấy, anh ta không còn e ngại gì nữa. Anh ta có một cái cuốc chim trên người, anh ta có một cái giày ở trên người, nó khiến cho cái lượng sát thương phép được tạo ra từ Zoom ở thời điểm này là bị hạn chế rất nhiều. Muốn có băng trụ không tôi nghĩ hơi khó. Hóa khổng lồ nó sẽ là một trong những công cụ ngăn cản những pha băng trụ rất tốt, cho nên quyết định chuyển sang con xứ giặc hay đất để tiếp tục gia tăng khả năng tiền dựa vào lượng lớp khiên của công trình. Đây là thời điểm con Lulu như nó từ cấp độ 5 tới cấp độ 9, khi mà trang bị một món trang bị nhỏ ban đầu đã có thì cái lượng chống chịu đã có của Lan Xin, lượng sát thương trao đổi ngược lại từ cả hai bên bắt đầu khỏe đến từ con Na rồi. Và như vậy là sứ giả đầu tiên qua đâu nó thuộc về trên phía của V5 bằng một tình huống kiểm soát rất là đơn giản. Bạn có một con Odia tương đối là khỏe, bạn có một con Na để trước di chuyển ra hỗ trợ với lượng sát thương liên tục. Còn ở phía này thì quay trở lại và thiên đỉnh kiếm lập tức sử dụng nhậm nhẹ tên lửa. Liu Mao đang muốn chạy ra để hỗ trợ người đội của mình. Quay quay đang di chuyển xuống, đây là một pha muốn bắt. Một con mắt cắm rất thông minh từ Liu Mao, nếu như có ý định đánh đây thì sẽ hơi khó. Còn trong khi đó Mo di chuyển hơi xa, anh ta mất tốc biến để bỏ chạy. Và đó là một pha lấy phép hỗ trợ rất đơn giản của Kanavi. Pha đứng tương đối là cao từ Mo cũng khiến cho anh ta đã mất cho mình đó tốc biến. Khi mà di chuyển ra tình huống vừa rồi, đứng hơi cao để phương di chuyển ngược trở ra để có thể đạp ngược trở về. Yagao vẫn còn đủ có thể tầm để tung lên cho mình một cú E và khiến cho Mo
tạm thời là không lui về được. Trong khi đó khu vực đường dưới thì cái cơ hội tấn công hiện tại vẫn chưa có dành cho phía của V5. BB God thì chiêu cuối đã có, nhưng vấn đề là Logan đang vẫn giữ thanh tải trên người. Vấn đề thanh tải có trên người thì rất là khó tấn công Tristana khi gặp những tên lửa vẫn luôn luôn còn đó. Còn khu vực đường trên thì bạn thấy đây, từ nãy giờ cái chuyển lên khu vực đường trên nhưng thật ra sẽ không có quá nhiều tác động khi mà con Na thì gần như không dứt điểm solo kill Lulu được. Còn Lulu bây giờ chẳng buồn đánh vào con Na nữa tại vì sát thương chẳng là bao nhiêu cả. Nhưng vấn đề là quay muốn chọn sứ giả đâu. Tôi nghĩ sẽ chọn sứ giả khu vực đường trên hoặc khu vực đường giữa. Thì bây giờ khu vực đường giữa đến thời điểm mà con Tristana đẩy rất là nhanh rồi. Mà dù đúng, hãy nhìn vào con Seiya phía bên kia đã hoàn thành xong được cái lưỡi hái, nhưng cái vấn đề ở chỗ là lượng sát thương dồn đến từ chất tướng của con Tristana này ở lỗ quá. Nó khiến cho cái việc mặc dù bạn đã hoàn thành xong được món trang bị đầu tiên, nhưng đôi khi đối phương chỉ cần cái dây cuồng nộ, một cái bó tên ánh sáng là đủ để giải quyết vấn đề máu của bạn rồi. Cho nên rất khó cho Trigger suy nghĩ đến câu chuyện là thả Seiya cái đất xuống khu vực đường dưới. Đôi khi thả xong, Trigger trả được bất cứ một cái lượng tiền nào cả vì người ta đứng quá xa so với cái khoảng cách để bạn có thể lấy được lượng kinh tế đến từ cái trụ. Vừa rồi thì Zoom thậm chí phải dùng cho mình luôn cả đó là quay cái... quay mới mất cái vỏ hổ. Chính xác là người ta mới giữ chân một thành viên lại, sau đó người ta bỏ chạy. BB God đã phát hiện thấy được Yagao. Yagao vẽ tia khá tốt, lăn đây là pha tốc biến lên thì định kiếm giữ chân lại. Kanavi đang cố gắng giữ chân lăn, đây chỉ đơn giản là một con Na. Tí này chiêu cuối được tung ra đến từ Kanavi, tài chất điểm được đối phương. Trong khi đó một lệnh sớm âm giữ chân được Lulu. Quay là người có được mạng hạ gục, tiếp tục hút vào người của Mo, đó là Kanavi. Phía cánh này Yagao tốc biến kết hợp với nét vẽ giết cho Mo, và sau đó sẽ là BB God đi theo đồng đội của mình. Kanavi có được mạng hạ gục 5-6 cho cả hai đội. Một pha tranh mà Kanavi cộng với là cả Yagao được chơi ở ngoài từ rất là lâu. Khi mà Kanavi được chơi cộng là cả Yagao được chơi thì phải nói rằng một pha tranh mà chủ đích đến từ phía V5 nhắm vào cả Lưu Mao lẫn đó là Zoom không tốt tí nào cả. Đã trở thành một pha mà đầu tiên là có lợi về người trước dành cho bên phía của JDG. Mà nhìn thấy một pha họ có lợi trước về người, họ ba người ở đây. Bên phía bên kia thì Mo di chuyển ra, Mo trên góc màn hình bị chặn lại bởi Yagao khi Mo sẽ bị sát thương bởi Yagao. Ta đứng trong trường trọng lực, mất một khoảng thời gian tương đối là dài để có thể chọn góc. Và khi trở về thế 3-3 như thế này, mặc dù đây là 2-3, nhưng vấn đề là con Hecarim này liên tục được gây sát thương. Và những người còn lại của bên phía V5 lại, đó là con Odia, đó là con Leona cộng với con Orianna đã không còn lệnh sóng âm nữa rồi. Và cái con có sát thương đó chính là con Na. Nó không chuyển hóa thành cái dạng Na khổng lồ, nằm xuống cái dạng Na tí này. Đang muốn bắt lẻ, thông tin nắm rất rõ, Mo không có tóc biến. Cái này lăn bụng mà quăng thùng rượu ra không cần luôn. Đó là pha lăn bụng và kết hợp thêm là thùng rượu đẩy về, Mo sẽ chết. Mạng dành cho Yagao là không thể đẹp hơn, không thể hoàn hảo hơn. 7 năm cho Diên Đồng. Pha mà chơi rất là chắc cú từ Yagao. Thông thường một số người hỗ trợ tổ tinh có thể chọn cho mình cách đó là dùng cho mình chiêu cú để ngược đối phương về, cộng với sát thương đến từ Kanavi lẫn Yagao. Nhưng đây là pha xử lý gần như 100% đối phương sẽ bị hạ gục khi bạn đầu tư một tốc biến. Và nếu như một tình huống như vậy, thật ra tôi vẫn nghĩ rằng nên xử lý những Lưu Mao tình huống vừa rồi. Những pha như vậy sẽ có cho bạn một cái lợi thế ở khu vực đường giữa thay vì xử lý những pha bắn vào người của Trigger. Trigger bị bắn liên tục, bắt buộc phải mất chiêu cuối của mình để bỏ chạy. Trong khi đó BB God đã bị lầm chậm với cái giảm nhẹ tên lửa, Lưu Mao hút vào bằng một pha lăn bụng của mình. Kanavi không có ở đây, nhưng Zoom và Yagao cũng đã tới rất gần rồi. Một pha bắn trụ chăng. Trigger di chuyển cái hướng khá là ngáo đá không. Và Trigger sẽ đó, bị giữ chân lại cuối. Anh ta sẽ nằm xuống, không có chiêu cuối, đồng nghĩa việc phải bị hạ gục. 8 năm cho các thành viên của Diên Đồng. Và con Kanavi có thể gọi là con Kanavi này, khi mà bây giờ thật ra người mà thường xuyên được Zoom búp sẽ không phải Logan nữa. Và tôi nghĩ đó chính là con Hecarim này. Tốc độ di chuyển được gia tăng với cái giúp là biết thêm cả đó là cái W và thêm cả E của Lulu, giúp cho con Hecarim sẽ vừa có được lượng sát thương, vừa có được lớp giáp, vừa tốc độ chuyển gia tăng, thì còn giúp cho Hecarim có lượng sát thương càng ngày càng cao hơn nữa. Thì nghĩ rằng bây giờ sẽ rất khó cho V5 để có thể ngăn cản cái Hecarim này, chứ đừng nói đến cái chuyện là bạn phải làm cách nào để không cho Yagao gây sát thương hay thậm chí là Logan. Bởi vì Logan lại có được thêm một mạng hạ gục nữa trong cái ván thi đấu này, thì chúng ta cũng thấy rất rõ ràng là sự chênh lệch đến từ hai thủ đang dần dần hiện ra. Mặc dù đúng, chúng ta hãy nhìn vào lượng chỉ số lính, cách biệt nó chỉ còn đơn giản là 9 chỉ số lính. Nhưng hãy nhìn vào mặt trang bị, Logan có được món trang bị thần thoại đầu tiên, trong khi đó Trigger chỉ mới có một cái lưỡi khái và một cái bó tên. Còn thêm một khoảng thời gian nữa thì anh ta mới hoàn thành xong được cái món trang bị thứ hai cho mình. Và với cái món diệt thủy quái như thế này, lượng sát thương dồn nó từ Logan chắc chắn nó chất lượng hơn rất nhiều. Kết hợp thêm nữa đó là cái mưa kiếm, lúc đó nó sẽ khiến cho cái món diệt thủy quái tôi nghĩ là kích ít nhất là 2 lần trong tầm có khoảng 2 giây mà thôi. Một cái lượng tốc độ đoán được gia tăng rất là nhanh. Bây giờ là phải đi kiếm quay không có tóc biến. Chiêu cuối của Luma ta vẫn còn, tóc biến của ta không có chiêu cuối thì tương đối là khó khi mà tốc độ chuyển quay tương đối là cao. Đi kiếm
thậm chí là Canavi mới là người đi kiếm Mau, khiến cho phía Liên Mau đang bị bắt lại, quay giữ chân lại khá lâu. Liên Mau đang nóc bình rượu nhưng sau đó đơn giản là anh ta cúng thổ địa mà thôi, anh ta đã bị hạ gục ngay lập tức. Quay đã có một pha giữ chân rất tốt nhưng đáng tiếc thay, xin lỗi các bạn, là giữ chân rất tốt và nó mang lại một màn hạ gục cho các thành viên bên phía của V5. Chúng hơi đáng tiếc cái tình huống vừa rồi, khi mà đặc biệt là đáng tiếc cho JDG cái vấn đề Liu Mao cộng với Canavi đi chung, nhưng mà sau đó thì Canavi lại di chuyển ngược cái hướng kia chặn đường, và chặn đường Mau thì Liu Mao lại là người nằm xuống. Bây giờ với cái lợi thế nho nhỏ về người ở khu vực đường giữa, V5 đang muốn kiểm soát tấn công một con sư giả thứ hai của bán đấu. Họ đã có được hai mục tiêu lớn trong bản đồ, đó còn sư giả đầu tiên của bán đấu thêm cả con rồng, một lượng tiền khởi đầu. Canavi đang bật vó ngự hủy diệt vô, và đó chính là con sư giả Đức. Còn trong khi đó Canavi vẫn đang được búp rất nhiều thứ, anh ta đã phải bỏ chạy. Đó là cú thế dừng hạ sang rất tốt, giữ chân người lại, lệnh số mâm kết hợp thêm và tất cả toàn bộ khi đang dứt điểm được Karim rất lẹ. Đang lựa góc bắn không ai khác chính là Loken, nhưng Loken bắn hơi trễ, nhiều đó chưa đủ để thể dứt điểm DB God. Một phao tranh mà Vifa họ chuẩn bị trước và họ làm rất là tốt nhiệm vụ của mình khi mà tung ra những hiệu ứng khống chế mang lại. Chứ cuối tốt của Mau trúng được hai người, thêm cả đó là Thái Dương Hạ Sang dồn vào và cái lượng sát thương khiến cho nên phía kia bắt buộc phải rút người trở ra. Và cái người lao vào đầu tiên đó chính là Canavi, thì một mình anh ta chịu sát thương với cả năm người thì không được. Tranh chấp trừng phạt thì người thắng vẫn là Wayway, và như vậy con sứ giả thứ hai của đấu nó vẫn thuộc về trên phía Vifa. Và Vifa họ có được con sứ giả Khai Đức xong thì bây giờ họ sẽ làm gì đây? Chúng ta còn đó một cái trụ ở khu vực đường giữa đang khá gian dở đến từ cả hai đội, và Loken đang muốn giải quyết nó. Wayway chạy lên muốn dứt điểm đối phương nhưng hơi khó, bị bắn khá đau, phải lùi lại. Có một cái lượng sát thương được cộng thêm đến từ khi mà Lulu đứng gần hỗ trợ nữa, và đây là cái ván đấu mà Lulu chọn cho mình, đó là Bùa Nguyệt Thạch. Khi mà gây sát thương rồi đối phương sẽ có khả năng học đầu đỏ của mình, cũng tương đối là hợp lý mà thôi. Những vị tướng lao vào kiểu như là Hecarim, Canavi thì... Ôi, Mô di chuyển một cái góc không thể nào lú hơn, anh ta phải lùi lại bằng cái tóc biến của mình. Ngay lập tức BB God hỗ trợ cho người đồng đội, đó là cú lệnh sống âm hai người rất tốt nhưng không ai hỗ trợ mặt sát thương cả. Lăn tới đẩy được một người về, nhưng đó chỉ đơn giản là về với đồng đội của anh ta mà thôi. Trong khi đó thì lăn quá đơn độc, không thể nào làm được gì hơn nữa cả. Yagao đang tới rất gần, đặt trường trọng lực ra, và đó sẽ là cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa cho các thành viên của Shindong Gaming. Họ có hai công trình trên toàn bản đồ. Phá di chuyển đúng thật sự rất là lỗi đến từ Mô khi mà họ muốn kiểm soát con rồng này, nhưng vấn đề là góc chọn đi ra không thật sự hợp lý, và cái thời gian để họ tập trung lại với nhau ở khu vực đường giữa không thật sự tốt. Khi mà di chuyển ra, đối phương đứng đợi sẵn, lấy được đó là tóc biến của Mô và thêm cái ốc lượng máu rất là lớn. Mô trả lại cho mình đó là cái lệnh sóng âm, nhưng vấn đề là cái sát thương chưa quá nhiều khi anh ta cũng chưa có lượng trang bị lớn ở thời điểm đó, chỉ mới có cho mình một cái bí chương mà thôi. Và cái lượng sát thương như vậy cũng chỉ khiến cho đối phương tạm thời thấp máu, nhưng vẫn còn đủ người để có thể ăn được con rồng thứ hai của ván đấu dành cho JDG. Như vậy là cân bằng mỗi bên một rồng, một ván đấu mà cả hai để muốn hướng lên con rồng nguyên tố. Với con rồng đất như thế này thì sẽ rất là xa. Nhưng trở lại pha tranh, bạn hãy nhìn hiệu ứng khống chế mà bên phía của V5 có được là quá nhiều. Bạn hãy nhìn Canavi anh ta mất chiêu cuối nhưng anh ta bị dính hiệu ứng khống chế hai lần, một lần cơ đia, một lần thêm cả đó là Leona. Còn ở phía ngoài với hai cái chiêu cuối lệnh sóng âm thêm cả Thái Dương Hạ Sang. Ông bắt Loken vẫn còn giảm nhẽ tên lửa. Thái Dương Hạ Sang được tung ra, quay chạy tới hỗ trợ đồng đội của mình nhưng không được. Và Trigger là người đã kêu gọi đồng đội của mình lùi về ngay lập tức, bởi vì thấy nó quá nguy hiểm và còn đó một cái khổng lồ hóa. Từ nãy giờ khổng lồ hóa đó từ Zoom nó vẫn chưa chọn vào mục tiêu quan trọng nhất của Shindong, đó chính là con Tristana này. Chỉ vì đơn giản một lý do thôi, đó là từ nãy giờ khá nhiều thành viên của anh phía Diên Đông gặp trong tình trạng nguy hiểm, tức là họ bị bắt lẻ, họ bị gây sát thương, một lượng sát thương khổng lồ, nó khiến cho cái lượng máu của họ ở mức độ báo động, và lúc đó cái khổng lồ hóa bắt buộc phải sử dụng một cách vô thưởng vô phạt, không hề có bất cứ một cái ý nghĩa gì cả. Vừa rồi mặc dù chưa có cho mình đó là cái ma vũ song kiếm, nhưng tốc độ bắn đã tăng lên một cái móc tương đối là cao từ Loken. 2.1 tốc độ bắn dành cho con Tristana của anh ta khi được sự hỗ trợ đến từ Lulu. Có búp Lulu vào, thêm cả đó là kích hoạt cho mình đó là chiêu quy. Chưa có mưa kiếm nha, một cái lượng sát thương rất là lớn đến từ con Tristana rồi. Thì để xem khi mà có cho mình đó là cái ma vũ song kiếm tốc độ bắn kích hoạt lên được bao nhiêu đây. Còn những tình huống mà di chuyển đổi công trình như thế này cũng là những tình huống di chuyển tôi nói là hợp lý. JDG họ chưa phòng ngự khu vực đường giữa được, họ buộc lòng phải di chuyển đến khu vực đường trên, lấy trọng nhất khu vực đường trên. Trong khoảng thời gian đó thì lan xuyên khu vực đường dưới, có trọng nhất khu vực đường dưới. Thì nhìn chung lượng tiền đang tương đối là ổn. Vào ván đấu mà rất là bất ngờ khi người có được cái lượng tiền giàu nhất trong ván đấu này không phải là một xạ thủ hay một pháp sư khu vực đường giữa, mà đó là lan xuyên khi anh ta đang có 8.800 tiền, nhỉnh hơn so với cả Loken lẫn Gia Cao. Và rõ ràng khi biết cái lượng trang bị nhìn vào của anh ta, 21 phút con Na có cho mình đó là hai trang bị lớn với cái chuyện phản kích, thêm cả đó là cái giáp liệt sĩ.
Anh ta farm bằng thời gian nữa mà. Đó là cái vấn đề lớn nhất của các thành viên của V5. Họ đang có được con Na farm bằng thời gian. Một trong những dấu hiệu rất ổn để cho một Na có thể gồng gánh cũng như là có thể chống chịu lượng sát thương lớn. Còn trong khi đó thì Jingdong ở thời điểm này họ vẫn đang là một đội hình all-in Logan. All-in Logan, một con Tristana bắn ở tốc độ như thế này, quay đang phải lùi lại một tí xíu, sau đó ta quay trở lại, ta tấn công mất tốc biến, giúp mất khá nhiều thứ, rất nhiều kỹ năng vô vào lệnh xuống âm rất đẹp, mang lại cho Lăng Mạn hạ gục. Chiêu cuối Kanavi được tung ra để bỏ chạy. Lần này Logan là người đã bị hạ gục và đúng là một pha di chuyển sai lầm nữa. V5 đang trừng phạt những pha sai lầm liên tiếp đến từ các thành viên của Jingdong. Cơ hội ăn Baron là có dành cho phía V5 và họ đang canh góc để Kanavi di chuyển ra, nhưng vừa rồi là không có một góc và đây là một tình huống bắt người. Na khổng lồ có tốc biến của Lan Xin có nhưng không di chuyển tiếp cận mà lưu mau được. Nhưng mà em thấy trước đó tình huống khi mà Lan Xin nhận sát thương đến từ Logan, anh ta phải có cái giáp liệt sĩ để khiến cho lượng sơn hoàng đã lưu mau bị tấn công. Và Lưu Mao đang phải lùi lại tí xíu, nhưng Lưu Mao lùi không nổi rồi, Lưu Mao sẽ bị hạ gục mà thôi. Xin lỗi các bạn, là hồi nãy là Zoom là người bị bắt đúng không nhỉ? Zoom là người bị bắt, xin lỗi các bạn tôi nhầm tên. Zoom là người bị bắt ở trong cái tình huống trước đó. Và Logan đang phải chịu khá nhiều thiệt thòi bởi vì từ nãy giờ khổng lồ hóa không được chọn mọi người của anh ta. Một cách lên trang bị hỗ trợ tương đối là tham từ Lưu Mao khi anh ta chọn cho mình, đó là cái trang bị không phải lên chống chịu và lên để mặc sát thương. Nên lên cho mình đó là cái dây chuyền Solari thật ra sẽ hợp lý hơn. Kích hoạt được cái lượng giáp cộng thêm tôi nói là ổn. Họ đang có những cái lượng chống chịu không phải là quá nhiều nha, khi mà chỉ có một mình Kanavi mà thôi. Những tình huống mà Zoom phải hỗ trợ được, nhưng mà nếu Zoom hỗ trợ cho Kanavi cái lượng chống chịu thì nó rơi vào tình huống sẽ mất sát thương đến từ Tristana của Logan. Bên phía bên kia Trigger anh ta đang ưu tiên chọn cho mình đó là cái khả năng bảo toàn tính mạng của mình kìa. Trigger ta chọn cho mình đôi cung phong linh thêm cái đó lưỡi hái, có khả năng đào thoát khá tốt của phong linh, thậm chí là chục chục cuối có khả năng tiếp cận cũng được. Nói chung là một trong hai kiểu chơi. Với cung phong linh thì bạn nghĩ rằng đôi lúc là sẽ lựa chọn sự an toàn, nhưng nếu như cần thì cung phong linh cũng là trang bị mang thiên hướng tấn công khá là tốt. Nói chung sẽ có rất nhiều thứ để cho Trigger có thể tận dụng tốt để cung phong linh này. Đây sẽ là một những món trang bị hỗ trợ rất nhiều cho Trigger ở trong trường hợp đồng đội của anh ta lao lên hết và anh ta khá đơn độc ở tuyến đằng sau, và có ai nhắm tới anh chàng này thì anh chàng này vẫn có thể thoát đi được nhờ vào cái cung phong linh hoặc ít nhất là cái chiêu cuối. Rất nhiều thứ giúp cho Trigger tăng cao khả năng cơ động của mình lên. Quay đang di chuyển một cách khá năng sang đó và combo rất tốt đến từ Lưu Mao, bắt vừa tốc biển bỏ chạy, đó là mô quay phía cánh trái đang bị giữ chân lại. Lăng sắp sửa có được đa khổng lồ, Nam bắt đầu nhảy vào đẩy được Zoom về, đó là Thái Dương sang giữ chân hai người ngay lập tức. Logan sử dụng cái thanh tẩy, Bibicot đang mất rất nhiều máu, ta nằm xuống dưới họng súng đến được các thành viên của đối phương, đặc biệt đó chính là chết dưới tay của Yagao. Và Trigger cũng như là mô phải lùi lại ngay lập tức. Pha xử lý rất là tốt đến từ Lưu Mao khi anh ta ép cho Mo không có được cái vị trí đứng thuận lợi, bắt buộc mất tốc biến thoát về. Sau đó thì Zoom cộng với lại cả Logan bị tấn công. Nhưng khi mà Zoom bị tấn công như thế thì Zoom vẫn có thể thoát ngược trở về được. Kanavi câu kéo một khoảng thời gian tương đối là dài. Và hiện tại với cái lượng trang bị này thì Trigger anh ta có khả năng tiếp cận, có khả năng đào thoát. Nhưng cái sát thương của anh ta hiện tại không phải là cái điều đó quá tối ưu. Trong khi đó phía bên kia thì khi con Tristana cầm cho mình đó là cái móc diệt thủy quái kết hợp thêm cả đám ma vũ song kiếm thì cái lượng sát thương của Tristana quá là nhiều đi. Phải nhìn những tình huống mà Logan đã chọn cái thời điểm để bắn liên tục vào, thậm chí khiến cho Lan Xin rơi xuống một nửa lượng máu cũng tương đối là khó khăn cho Lan Xin nha. Còn bên phía bên kia bạn hãy nhìn, Trigger có bắn nhưng vấn đề là anh ta bắn quá là lâu đi, chỉ có thể phụ thuộc chiêu thức của mình vào sát thương đến từ chiêu thức của mình thôi. Còn anh ta chắc phải đợi thêm ít nhất là một cái vô cực kiếm hoặc cần cho mình thêm cái não thần Dominic để có cái lượng xuyên giáp. Chứ nếu không thì cũng khó lòng cho anh ta có thể xuyên qua cái lớp giáp hiện tại có Kanavi. Đúng là như vậy. Và cái lượng sát thương đến từ Logan trong tình huống vừa rồi là rất bùng nổ. Nó khiến cho bên phía của V5 một phần ở đó cũng bị ảnh hưởng. Thái Dơ sang giữ chân Kanavi lại. Tất cả khi năng dồn ngửa Kanavi, Kanavi sử dụng cái bóng ma kỵ sĩ lùi về lăn rất tự tin lao lên tấn công người Liều Màu. Và có một cái bào điện tử được đặt ra, hay như Bigot đã bị bắn liên tục bởi Logan né rất lẹ ra khỏi thiên đỉnh kiếm. Lăng Sinh đang có được cái con Na khổng lồ và ta sẵn sàng cho một pha chiêu cuối của mình, nhưng vẫn chưa có cơ hội đó. Trụ lực đặt ra rất thông minh khiến cho Lăng Sinh không thể nào lao vào một pha ra lớn. Hai bên đang có vẻ hơi chán khi mà phải thi triển cái ván đấu chậm, và cả hai liên tục tìm kiếm cơ hội ở khu vực đường giữa. Thấm nhau đi nào rồi, BB God bị hất về ngay lập tức. Một nét vẽ đến từ Yagao lấy một lượng máu khá khá đến từ BB God. Nhưng cái thế này thì họ lấy được trụ đầu đường trụ hai đường giữa nha. Lính thì vẫn chưa có. Họ vẫn đang muốn chơi ram trong khu vực bờ sông này, đánh nhau khu vực bờ sông, muốn tắm. Một là tắm biển máu, hai là tắm biển nước, một trong hai đội. Mỗi đội sẽ có một kiểu tắm khác nhau, nhưng quan trọng là đội nào sẽ đội tắm biển máu ở đây. BB God vẫn đang đứng chờ đợi sẵn, quay đang cố gắng ăn chim. Anh ta muốn ăn chim trước khi mà anh ta lao vào một cái thao trường cực kỳ lớn như thế này.
V5 vẫn đang chờ đợi cho một tình huống cơ hội tấn công nhưng lính đã vào, thì quyết định của Diên Đông rất rõ, họ sẽ lấy cái trụ thứ hai khu vực đường giữa. Một cái tình huống xử lý không thật sự tốt đến từ bên phía của V5, cái vấn đề họ cân nhắc. Họ muốn dụ quay quay di chuyển tới, lệnh sóng âm đang chờ đợi sẵn, nó có một quả cầu gắn trên người Lăng đã tới đấy. Nhưng Lăng bị giữ chân lại, tóc biến, đó là một pha rờ rất tốt kết hợp với lệnh sóng âm nữa. Nó quá nhiều kỹ năng, nó dồn nó chết xạ thủ của đối phương. Gia Cao đang phải bỏ chạy nhưng ta bị giữ chân lại quá lâu, ta cũng bị hạ gục theo. Liêu Mao cũng mới bị giết ở ngay khu vực cánh dưới. Ba mạng hạ gục liên tiếp cho các thành viên của V5 và họ đang hướng ra khu vực Baron. Cảm giác con Tristana của Logan không thật sự ấn tượng con Tristana của iBoy hay là con Tristana của anh phía Jackie Love. Thật sự là con Tristana tôi cảm giác hơi buồn một xíu. Tóc biến của anh ta có những lần mà anh ta đa phần là canh cái thời điểm của mình né được nhưng lại vẫn dùng cho mình, đó là chiêu nhảy, có nghĩa là không tự tin lắm với khi năng né. Còn đây là pha ôi Kanavi, ôi Kanavi bị bắn bắt buộc phải mất cái bóng ma kỳ sĩ để lùi về. Mà như vậy Baron đã thuộc vào trên phía V5, rất là bất ngờ sau pha tranh. Nhìn chung thì cảm giác là tưởng rằng Diên Đông đang có lợi thế khi họ kiểm soát được khu vực đường giữa, họ có được trụ thứ hai khu vực đường giữa. Nhưng mà pha đi lọn ra rất là tốt đến từ Lăng Sinh, đặc biệt là tình huống di chuyển của Logan. Bạn hãy nhìn tốc biến của Logan có nhưng anh ta lại đi một cái đường phải nói là cực kỳ tệ, cộng với thêm cả đó là Gia Gao và Lu Mao, và như vậy là ba người này nằm xuống một cái góc không thể nào tệ hơn. Sau pha xử lý vừa rồi, lô vừa rồi không còn lô cần nữa, mà cái lô này là cái lô hay được nhắc đến ở trong kênh stream của BB mà chúng ta hay được nghe đến. Thì với việc Logan nằm xuống ở trong tình huống vừa rồi, nó khiến cho một con Tristana bỗng nhiên bị chững lại mặt sức mạnh. Trong khi đó chúng ta hãy nhìn Trigger. Trigger chuẩn bị có được món trang bị thứ ba của mình rồi. Anh ta đã có được cái cuốc chim, kết hợp thêm nữa là một kiếm bếp nữa. Thì tôi nghĩ là cái vô cực kiếm chỉ còn là vấn đề thời gian đối với một con Seiya này mà thôi. Con Seiya có thể đợi vô cực kiếm, nhưng phải nói rằng có một vị tướng đang cực kỳ mạnh, đó chính là con Na. Đã có cho mình thêm cả khiên băng Randul, sẽ giảm bớt lượng sát thương một lý từ đối phương tôi nói là nhiều. Có được cái giáp liệt sĩ tương đối nhiều sát thương đến từ con Na, đặc biệt là cấp độ 16 đã có đến từ Na. Và bây giờ lên khu vườn trên đến từ Kanavi thì không thể nào có thể truy đuổi thành công được đó là con Na được cả. Rất là khỏe đến từ Na rồi. Tấn công vào trụ thứ hai khu vườn giữa đến từ V5. Họ đang để cho con xe với bù lại Baron tấn công vào khi tầm bắn không thể nào tiếp cận đến từ bên phía của Logan. Không có chiêu nào để tung ra được con xe cả. Còn người có khả năng tung chiêu vào con xe đó là Gia Gao, thì anh ta lại bận khu vườn trên trước đó. Khi mà Gia Gao bỏ khu vườn trên thì trụ thứ hai khu vườn trên sẽ có dành cho phía của V5. Đã có được 3 món trang bị không phải khác chính là xạ thủ bên phía của Diên Đông Gaming. Nhưng nếu như Logan có thêm một pha mắc sai lầm như vừa rồi nữa thì họ sẽ dâng hiến Diên Đông Gaming, họ sẽ dâng hiến toàn bộ trận đấu này, toàn bộ ván thi đấu đầu tiên này cho hết các thành viên của V5, chắc chắn là điều mà họ không muốn rồi. Cái hiệu số hiện tại vẫn là một trong những mấu chốt rất quan trọng để quyết định xem là bạn sẽ đứng ở đâu trong từng round đấu của vòng đấu playoff, cho nên bắt buộc họ cần phải làm toàn bộ những gì có thể. Chiến thuật rất rõ ràng, bạn đầu tư một con Tristana, Owen Tristana bằng cách là cho đường trên cho một con Lulu với cái bùa nguyệt thạch, thì chắc chắn đây là một con Tristana không được quyền mắc sai lầm. Một sai lầm nhỏ nhưng hậu quả để lại rất lớn. Tôi nghĩ con Tristana Lulu đường trên bùa nguyệt thạch không phải là vấn đề, vấn đề thêm cả đó là con Ragat đường dưới chắc là đế vương nữa kìa. Đường trên thì bạn biết rằng khi mà con Lulu bạn chọn cho mình trang bị theo theo hướng hỗ trợ như thế này thì đến giai đoạn giữa ván đấu, thật ra bạn rất là hạn chế sát thương nữa, khả năng dọn lính. Lulu không phải là một vị tướng khả năng scale AP tốt, và thêm cả nếu như bạn có lên trang bị sức mạnh ảo thuật nhiều thì khả năng dự lính của bạn không phải là tối ưu. Vì kích thương ánh sáng nó đã bị giảm sức mạnh rất là lớn ở những phiên bản trước đó rồi, không có khả năng dọn lính tốt. Đó là do tại sao mà trang bị của Lulu không phải là quá tốt khi mà lính chỉ là 185 mà thôi. Và những trang bị thì nó rẻ tiền, trượng lưu thủy có thêm cái đó bộ nguyên thạch và thêm cả cái liều hương soi sụp. Với ba trang bị mà tính chất hỗ trợ rất là lớn như thế này thì thật ra nó sẽ bù lại là cần những vị tướng khả năng chống chịu. Nhưng nếu như mình lưu bao ta chọn cho mình chống chịu để thành một vị tướng đổi ngược lại, ví dụ như bạn chọn Lulu khu vực đường dưới hỗ trợ cho con Tristana, thì khi đó Lulu của bạn sẽ không có những cái lượng trang bị quá nhiều như thế này ở thời điểm phút thứ 3 muốn của ván đấu. Nhưng đổi ngược lại thì bạn cần một con Ragat ở vị trí có khả năng gây hiệu ứng khống chế, thì nó không nên là một vị tướng kiểu như con Ragat chắc định đế vương như thế này. Tôi nghe nếu như con Ragat lên cho mình đó là Sorry, kích hoạt Sorry được, bạn có thể bước vào pha tranh dùng hết chiêu thì nó cũng không khác con Ragat chống chịu khu vườn trên cả, thì nó có thể sẽ hợp lý hơn một phần ở dành cho JDG. Nhưng đến thời điểm này thì thật ra ván đấu vẫn chưa nằm ngoài tầm với họ. Đội hình của họ có Lulu, có Tristana, có con Victor, thì tôi vẫn tin rằng
khoảng cách chênh lệch hiện tại vẫn là khoảng cách mà JDG có khả năng tìm kiếm cơ hội gỡ được. Và cái vấn đề vẫn nằm ở chỗ đó là Logan mà thôi. Tức là nghĩa là anh ta không được quyền mắc sai lầm về mặt vị trí, để rồi sau đó bị đối phương bắt lẻ rồi nằm xuống một tốc độ rất là lẹ. Như vậy nó sẽ rất là khó, tại vì đây là đội hình. Chúng ta nhìn cái việc lên trang bị như kiểu Liu Mao là một là kiểu để nhắc cho Logan biết được một câu chuyện là anh ta đừng nên chết những pha quá ngớ ngẩn rồi sau đó là mất luôn cả một ván thi đấu. Đó điều mà chắc chắn là Liu Mao đang nhắc nhở rất nhiều cho Logan. Và với một con Tristana đã có 3 món trang bị chuẩn bị, có món trang bị thứ tư như thế này, đó là cái nỏ thần Dominic như thế này nữa, thì Logan sẽ rất dễ dàng để bắn được sâu vào máu đời cái thành viên của V5. Đôi khi cấp độ nó không phải là quyết định. Với cái lượng trang bị này rất là Logan thì ta bắn rất là lẹ. Phá trụ Tristana phá trụ rất là phá lẹ. Phá trụ quay đang chạy tới để hỗ trợ gồm độ của mình cũng như là có thể giữ chân lại Logan, nhưng Logan ngay lập tức sử dụng dậm nhẹ tên lửa kích được bộ trang bị của mình, đó là quay. Anh ta kích được cái giáp cho tóc khóa cuồng, nhưng anh ta chạy không đủ tốc độ để thể bắt được bất cứ một thành viên nào phía bên kia cả. Thậm chí là Trigger cũng dùng cho mình cung phong linh để có thể tiếp cận tấn công của đối phương. Nhưng vừa rồi là góc tính ra di chuyển không thật sự hợp lý từ V5. Bạn phải thấy rằng họ mất dịch chuyển từ Lansing, họ vẫn mất một nửa lượng máu của trụ thứ 3 khu vực đường giữa. Trong khi đó khoảng thời gian mà Lansing ở khu vực đường dưới để anh ta có thể tấn công trụ thứ 3 là không bao nhiêu máu vào trụ, thậm chí là không tiếp cận được cái trụ nữa kìa. Như vậy là farm mà JDG họ ép ra khu vực đường giữa thì cũng phần nào đó khiến cho bên phía bên kia mất một phép bổ trợ. Phép bổ trợ đó sẽ không thể nào hồi kịp vào thời điểm mà con rồng tiếp theo xuất hiện, sẽ là con rồng thứ 5 của ván đấu. Và mỗi bên sẽ có thể tiếp đến con rồng bản lề của cái linh hồn rồng trong ván đấu này, sẽ linh hồn rồng đất. Và rõ ràng từ nãy giờ thì bạn có thấy rằng tất cả mọi camera chỉ tập trung vào đó là Logan mà thôi, khi đang đợi từ cung xanh của anh ta chuyển hóa thành nỏ thần Dominic. Sẽ là 4 trang bị với lượng chí mạng 80%, sẽ có thể kích hoạt một tốc độ bắn cực kỳ cao với lượng sát thương rất là vô cùng nhiều. Bên phía bên kia thì cũng có một lượng giáp to, nhưng vấn đề bây giờ thì để xem. Với 80% chí mạng, với sự hỗ trợ từ Lulu, với sự hỗ trợ sát thương cộng thêm đến từ trắc lực đế vương của con Ragaz như thế này, thì anh ta khả năng bắn nát được đội hình với rất nhiều chống chịu của V5 không? Bạn có thấy rằng một cái Solari của BB God cũng giúp cho Wayway thêm cái lan sinh cực kỳ khỏe nha. Và một đội hình đến tận 3 chống chịu như thế này thì liệu Logan làm gì lên đây? Nó từ quay anh ta nhắm ngửa Logan lên. Sống âm chỉ một thành viên mà thôi, vẫn bỏ chạy được, đó là Zoom. Ngay lập tức Canavi lao vào hỗ trợ Lăng Sinh. Đây là một đẻ đạn không đồ để được 4 người. Thế nhưng là sang kết đập vào vẫn chưa tạo được chiếc điểm. Logan ngược lại Zoom vẫn còn sống với lượng máu vô cùng ít đội. BB God phải lùi ra, ta đã bị hóa chó. Và ngay lập tức Trigger sử dụng chiêu cuối BB God chức điểm được đường trên của đối phương. Nhưng hãy nhìn Logan, Logan bắn tan nát toàn bộ đội hình của đối phương. Làm sao để cho Mon có thể bỏ chạy không? Tôi nghĩ là mọi chuyện đã có cái hồi kết rồi. Một pha xử lý quá vội vàng đến cái thành viên của V5 và họ phải trả một cái giá khá đắt ở trong tình huống này. Một cú lệnh sống âm vội vã, một pha tóc bị đến từ quay nhưng thiếu cơ sở, đồng nghĩa việc là ván thi đấu đầu tiên đã có kết quả. Một pha khi mà bạn đối mặt với con Tristana có thanh tẩy thì bạn không nên xử lý tình. Ui quá tuyệt đến từ Mo, anh ta dứt điểm ngay thời điểm cần thiết nhất. Gia Gao sẽ bị bắn chết bởi cái trụ, và đó là sẽ là triple kill cho Mo hay không? Tôi nghĩ là không, lệnh sớm âm hồi quá kịp thời dành cho Mo. Nhưng mà nếu mà gọi từ cái pha mà ta phòng ngự trụ thứ ba không đường giữa thì ta dứt điểm thành công được Canavi, thêm cả đó là Logan cùng với Gia Gao, cũng là 3 điểm mà gục đã có dành cho bản thân của anh ta trong tình huống phòng ngự vừa rồi, một mình bản thân của anh ta mà thôi. Có thể nói là một sự sửa chữa sai lầm ngay tức thì kịp thời đến từ Mo và phò đó giữ lại ván đấu dành cho V5. Thì nếu như pha vừa rồi Logan còn sống thì khả năng cái nhà chính cũng sẽ không còn vào thời điểm này đâu. Nhưng bây giờ thì với tình huống sửa sai của Mo thì V5 đã có cơ hội ăn con Baron thứ hai của ván đấu. Pha vừa rồi Logan kiểu như thế nào ta? Tức là ở thời điểm trước đó anh ta là Logan, vô tới cái thời điểm mà anh ta bắt đầu tấn công một công trình thì anh ta đổi chữ lô thành chữ hút, nó khiến cho cái tình huống xử lý đó của anh ta nó hơi ngáo, nó hơi lú tí xíu. Anh ta không để ý là con Orianna nó vẫn còn, thật ra mà nói pha đó quy đúp tôi nghĩ là cũng dứt điểm được rồi chứ không cần đến cái lệnh sóng âm nữa. Ra cái lượng sát thương từ W nó bằng với sát thương đến từ cái R. Về cơ bản Orianna thì lượng sát thương bạn có thể bằng nhau, nhưng mà đây là pha mà khổng lồ tính ra quả này đến từ tính ra quả này mà có lệnh sóng âm là đúng end game. Đó là một pha mà lệnh sóng âm sẽ cần kết thúc ván đấu dành cho bên phía của V5. Nhưng nói chung tâm lý của người chơi Orianna là vậy, khi bạn bị tâm lý là bạn đặt những quả cầu đội của bạn, bạn không thể nào mà rờ ngay lập tức được. Bạn phải đợi cái nhịp đồng đội của mình vừa làm choáng thì người ta tung ra một cái rờ. Thì trong cái nhịp rờ đó tầm đâu đó khoảng 0.5 giây để bạn có thể dùng cái lệnh sóng âm đó. Thì vấn đề phía bên kia đã thể thoát ra rồi. Nói chung pha vừa rồi là pha mà Mo mắc sai lầm, nhưng anh ta cũng kịp thời sửa chữa sai lầm của mình một cách đặt cho mình một quả cầu
tung cho mình ở cái rìa. Dứt điểm thành công được đó là Loken, và sau đó thì Yagao cũng bị hạ gục. Khoảng cách là 6.000 tiền. Nhưng 6.000 tiền vào thời điểm 63 và 69 thì nó không phải là con số quá khủng khiếp nữa. Và học đội hình, khi đeo học đội hình mà có con Tristana carry rất mạnh giai đoạn về sau, thì nói chung vẫn là một vị tướng có khả năng thay đổi cục diện ván đấu khá là khủng khiếp. Nhưng mà phía bên này cũng đang có một con Arena có thể thay đổi cục diện của một ván thi đấu nha. Một cái lệnh sóng âm thôi là có thể giải quyết được một cái lượng máu rất lớn, đó là các thành viên của Jin Dong. Thì khi đó mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ hơn dành cho họ. Và ván thi đấu đầu tiên họ sẽ rời về Heavy Boom. Và V-God đang thi đấu rất ổn. Hồi nãy là có một cái thông điệp đó là Believe in Magic, thì bây giờ họ đang tạo ra mà không cần tới bất cứ một cái Magic nào cả. Đang làm rất tốt với những pha giao tranh. Và những pha xoáy đến từ Mo sẽ là một trong những điểm nhấn rất quan trọng để có thể quyết định cả một ván thi đấu đầu tiên. Karavi đang hơi bức xúc tí xíu, anh ta đang cười với tốc độ nhanh nhất có thể để nhắm vào bất cứ một thành viên nào đó, nhưng hiện tại là vẫn chưa thể nào được cả. Yagao sẽ là một trong những nhân tố game lượng xét thương phép, nhưng chắc chắn là mức độ ảnh hưởng thì con Orianna này vẫn sẽ là người khiến cho đối phương chú ý nhiều hơn. Nhắm vào người của Mo, Liu Mao đang được hóa khổng lồ bắn liên tiếp, đó là Tristana không có hóa khổng lồ nữa, lấy cái gì để cho Loken đủ cơ sở để anh ta nhảy lên bắn tiếp đây. Vifa có pha xử lý khá là hay khi mà họ di chuyển hai người lên khu vườn trên. Mo sẽ hỗ trợ Lan Xin đã có được thành công được nhà lính khu vườn trên, trong khi đó ba người còn lại ở khu vườn giữa tấn công nhà lính khu vườn đường giữa. Như vậy là hai đường đã có dành cho phía của Vifa với việc dùng bùa Labrador của họ cách rất là thành công. Bạn nó có hai đường, bạn sẽ có Nguria nè, bạn có khả năng tấn công tầm xa đến từ con Saiya có cho mình, đó là đại bác liên thanh. Thì bây giờ chỉ còn xuống đường dưới để có thể hoàn thành nốt cái công việc cuối cùng là dọn nhà lính của đối phương mà thôi. Trong khi đó bên phía bên kia thì ít nhất đó là một cái điểm sáng, một cái điểm mà gọi là mang lại cái hơi hướng tích cực dành cho phía Loken. Đó là anh ta cũng bắn quay quay khiến cho quay quay phải nói rằng cực kỳ thấp máu bỏ chạy tình huống vừa rồi về. Thì cái khoảng thời gian ngắn mà thôi thì cũng đủ giúp cho anh ta có khả năng liên tục gây sát thương và tấn công một thành viên bên phía bên kia. Quay quay khá là trâu nha, không yếu đâu. Nhưng mà cái lượng sát thương mà bên phía của Loken gây ra bây giờ với con Tristana nó cũng tương đối là khủng khiếp. Full đồ rồi, bắn xuyên giáp có luôn. Nổi thần Bon Dominic đang là một trong những món trang bị rất đáng được chú ý với khả năng bắn xuyên giáp đến từ nó. Nó sẽ khiến cho bên phía của V5 bắt buộc họ cần phải all in và phải giết được Loken, thì khi đó họ mới có thể tính tới câu chuyện là giành chiến thắng. Còn nếu như Loken vẫn còn tồn tại, những phát bắn kết hợp thêm nữa được hồi phục rất là lớn đến từ cái tự nhiên tôi quên mất tiêu kiếm hút máu nó tên gì rồi. Huyết kiếm. Nó sẽ giúp cho Loken vừa trụ được rất lâu trong giao tranh mà còn gia tăng thêm một lượng sát thương nữa. Bây giờ thì anh ta đang có con số là 100% chí mạng với 5 trang bị. Và cái phiên bản 11.3 cũng là phiên bản chung tương đối là lâu rồi, nhưng đó là phiên bản mà nó cập nhật cái sức mạnh đến từ cái đó thần Dominic. Nó tăng từ 25-35% cái lượng xuyên giáp, khiến cho đó là một trang bị mà cái khoảng thời gian trước, nếu khoảng đây chừng 2 tuần bạn có thể xem á, là rất nhiều xạ thủ sau khi có cái món đầu là lên thì bạn lên thẳng luôn cái đó thần Dominic luôn. Nó có được cái lượng xuyên giáp rất là lớn. Thì đây, những phát bắn 100% chí mạng cộng với cái lượng sát thương kích hoạt chi sát thương chí mạng đến từ cái vô cực kiếm bạn có được, thì bạn gia tăng thêm được lượng sát thương chí mạng nữa. Thì hiện tại sát thương tương đối là nhiều đến từ Loken, để xem vấn đề là anh ta bắn được bao nhiêu mà thôi. Liu Mao từ nãy giờ đang là người được hỗ trợ rất nhiều đến từ Zoom nha. Mặc dù đúng bạn đang cầm con Ragaz, về mặt cơ bản đây là một trong những con tướng hỗ trợ khá khỏe đấy, như lên những mối trang bị thời gian trong chiều. Nhưng với cái trắc lệnh đế phương và đó thêm nữa là một cái đồng hồ cát, nó khiến cho Liu Mao rất mỏng và anh ta rất là dễ bị khai thác. Và nếu như cái liên tục Zoom sử dụng chiêu cuối khổng lồ hóa vào người của Liu Mao thì một trong những công cụ giúp cho Loken tự tin hơn bỗng nhiên nó bị sập tắt ngay lập tức. Thì khi đó đúng, Tristana rất mạnh nhưng phía bên kia đồ cũng gần full, đồng nghĩa việc là lượng sát thương đến từ cả hai bên nó chênh lệch rất ít. Thì khi đó chỉ với một chênh lệch nhỏ như vậy thôi, nhưng nếu như đối phương tận dụng được tốt cơ hội để có thể lao lên tấn công và cũng như là giết được Loken, thì khi đó Jin Dong gần như bất lực hoàn toàn trong giai đoạn sau, đặc biệt là cái thời điểm đối phương bắt đầu tấn công vào những cái trụ còn lại bên phía của Jin Dong. Tầm này thì cả hai bên đã có thể gọi những vị trí chủ chốt gần như là full trang bị. Với Trigger thì anh ta đang để cho mình đó là cái gươm đồ tể để có thể nâng cấp lên trang bị lớn cuối cùng. Nó cũng không phải là quá đắt tiền với cái gươm đồ tể này. Mo thì đã full trang bị rồi. Bên phía bên kia thì Yagao còn cho mình đó là cái đồng hồ ngưng động. Chắc đâu đó tầm khoảng một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có được cho mình đó đồng hồ cát rồi nha. Còn với Wei Wei thì một người đi rừng thì bây giờ bạn gần như phải nhường hết tài nguyên cho những người đang cần thiếu trang bị như là đường trên hoặc đó là xạ thủ. Lan Xin thì có đồng hồ ngưng động cũng hợp lý mà thôi, để xem đồng hồ ngưng động này ta sẽ xài được một lần sau đó thêm nâng cấp lên cho mình đó là cái giáp thiên thần. Còn đấy là
ván đấu mà đến thời điểm này của ván đấu thì bạn chỉ đánh đúng một phao trên để bạn kết thúc ván đấu mà thôi. Đừng nhìn vào lượng tiền cách biệt đúng nha. Tại vì bây giờ hai bên cũng gần full đồ hết trơn trời rồi. Rồi bạn... full đồ đúng rồi đó. Tức là xạ thủ và pháp sư của hai đội đều đã có dấu hiệu là full đồ, để chỉ trừ trường hợp là Victor hiện tại vẫn còn đang bị dướng cái đồng hồ, cái đồng hồ ngưng động mà thôi. Hãy nhìn Lăng. Lăng đang rất tự tin ra làm Viper Rap, nhưng rất đáng tiếc đối phương có thể ngay lập tức quăng nguyên cái mic vào đầu của Lăng, cho nên Lăng cũng cần phải cẩn thận ở trong giai đoạn này. Anh ta thiên thần đã có luôn rồi nha. Ôi nhưng mà khá đầu 291 máu mất đi, và cái lượng sát thương của Loken được cộng thêm khi bạn thấy rằng có trượng lưu thủy, có thêm cả đó là cái lưu hương sơ sục, không trang bị mới của hỗ trợ nó chuyển đổi sang sờ bạn, tôi không nhớ tên được nhưng tôi biết cái tính năng của nó, nhưng phải đã một phao tranh diễn ra. Baron và quay đã bị đẩy về, quay đang bị giữ chân lại, quay bị giữ chân quá lâu, Lăng sắp sửa qua na khổng lồ lớn, xong rồi quá đẹp, giữ chân lại zoom và dứt điểm được zoom rất lẹ, đẩy Canopy vào tường. Loken đang bắn, anh ta dứt điểm đồ Riena. Wow. Anh ta sắp sửa dứt điểm được Lăng. Lăng đang phải bỏ chạy, Lăng vẫn còn đã giáp diện tầng phía cánh này thì Canopy đang đánh 2-3 người ở phía bên này tốc biến để cho Loken được bắn tiếp. Đó, Loken rất khỏe, anh ta dứt điểm được Wayway, anh ta dứt điểm được BB God. BB God có nghĩa là tạm biệt chúa và anh ta tạm biệt luôn cả ván thi đấu đầu tiên này. Anh Lăng thì làm sao bỏ chạy đây? Tầm này thì có bao nhiêu cái nón vàng cũng không cứu được anh Lăng ở trong cái khoảnh khắc này nữa. Tristana sẽ tới, Kanami tới cản. Về cái kiểu gì được, không cho về. Không cho về, không cho về. Lăng xin là người thắng. Nhìn vào lượng máu này thì tôi đang nghĩ là Outplay. Đây là Kakashi chứ không phải là Kanavi nữa. Né rất tốt bằng cái Sharingan, né nhẹ cái R. Pha vừa rồi nếu như có cái không có một chiêu cuối vào tường chính xác thì thật ra kết quả cũng sẽ không thay đổi, khi mà Loken đã quá nhanh hủy diệt đó là cái trụ bảo vệ nhà chính còn lại, và thêm cái đó là nhà chính. Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về trên phía JDG, một ván đấu mà họ bị dẫn tiền khoảng thời gian rất là dài. Nhưng như nói, vấn đề là con Tristana còn sống, và với cái lượng trang bị gần như là không thiếu sót một cái lượng trang bị hoàn chỉnh nào cả, thì nó quá dễ cho con Tristana hủy diệt bên phía bên kia từng người một. Tristana quốc rất khỏe, không cần phải nói tới nha. Tức nghĩa là đã không còn lệnh sóng âm, không còn bất cứ cái gì để có thể gây một lượng sát thương lớn lên ngựa Loken nữa. Zoom sẵn sàng chết thuê trong pha đấy, nhưng đổi lại thì Loken được bắn hết toàn bộ đội hình của đối phương. Thế đó, tôi nhìn chung thì mặc dù là con Tristana này thắng có rất gì đã gục full trang bị, nhưng đánh giá cảm nhận cá nhân vẫn chỉ ở đó tầm khoảng 7 điểm rưỡi tới 8 điểm, chứ có màn trình diễn Tristana này thôi, nó không tới mức gọi là đúng quá rồi. Ấn tượng với cách chọn vị trí hay là cách mà anh ta dùng những chiêu thức kết hợp của Tristana này. Thì bạn hãy nhìn thấy, nếu một bạn ở đó xem một vài bạn ở đó xem LCS thì bạn thấy một cái lượng tiền chênh lệch như thế này trong một ván đấu giữa TSM và Dignitas, thì khi một đội có thể dẫn tiền xong suốt thời gian dài nhưng bạn vẫn sao đội thua, thì JDG thể hiện điều tương tự, chiến thắng chung cuộc ở ván 1 thuộc về trên phía JDG. Chúng ta sẽ tạm nghỉ vài phút trước khi trở lại ván 2 giữa hai đội.